Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Với một người đam mê organ, chắc hẳn các bạn sẽ luôn mong chờ những thiết kế đột phá, một bước ngoặt về sự cải tiến công nghệ trên đàn. Hiểu được nhu cầu ấy, hãng Kodman đã không ngừng nghỉ sáng tạo những mẫu sản phẩm nhiều tính năng vượt trội khiến người chơi phải ngạc nhiên, mang thiết kế góc cạnh không kém phần châu chú, cùng với đó là những tính năng mà chỉ có trên những sản phẩm phá cách đã được ra mắt và đón chào nồng nhiệt của giới nhạc công đã được trang bị trên SV800. Các bạn hãy cùng Minh Phụng Music khám phá video qua buổi giao siêu phẩm organ đình đám mà dân chơi nào cũng muốn mua từ Điện Biên Phủ về Bình Chánh cho một anh khách hàng. Tại showroom, bạn nhân viên từ từ cẩn thận mang đàn lên xe và ràng dây kỹ càng để bắt đầu hành trình. Đường phố vào buổi chiều đông đúc hơn những thời gian khác trong ngày. Ai ai cũng ra đường đi làm, người thì đi mua sắm, người thì đón con đi học về. Bao nhiêu âm thanh được hòa nhịp vào nhau tạo nên bầu không khí nhộn nhịp. Đã đến Bình Chánh rồi mọi người ơi, cùng đi tiếp để xem nhà khách ở đâu nhé. Tới nhà rồi, team đang đợi anh ra mở cửa. Theo chân vào nhà và mang đàn lên phòng cho anh thôi. Bước vào trong phòng là một không gian rộng rãi hiện ra trước mắt tụi mình với cách bài trí vô cùng ngăn nắp, cùng tập hợp với team nhé. Trong thùng bao gồm cây đàn, nguồn, giá để sách, sách hướng dẫn. Quà tặng kèm theo đàn sẽ là một chân đàn và một bao đàn hộp cao cấp. Còn được cài đặt một bộ sampler miễn phí. SV800 sở hữu màn hình LCD rộng đến 7 inch để dễ dàng thao tác, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng cảm ứng trên màn hình. Đàn còn tích hợp 7 loại ngôn ngữ khác nhau. Đàn có 61 phím và độ phản hồi cảm ứng lực nhấn chia làm 3 mức độ khác nhau. Bộ nhớ sampler lên đến 768 MB, khá lớn so với các sản phẩm hiện đang có mặt trên thị trường hiện nay. Đàn được tích hợp 1192 âm thanh, giúp bạn có thể tùy chỉnh nhiều loại âm thanh khác nhau như piano, guitar, trống và các nhạc cụ dân gian. 39 loại hợp âm và 320 điệu nhạc được cài sẵn cùng với 500 bài hát. Bên cạnh cải tiến về âm thanh, mẫu keyboard này còn có nhiều chức năng như change pole, tăng giảm tông với hai bộ loa kép công suất 15W và 25W, metronome đếm nhịp và chỉnh tempo, chế độ tự tắt khi không sử dụng đàn, recording giúp cho người chơi ghi âm và nghe lại bản nhạc mình vừa chơi, chức năng audio để xuất âm thanh dạng MP3, WAV và USB. Điểm nhấn là band 4 chiều để khách có thể luyến lấy những bản nhạc dân tộc hoặc thể loại nhạc Trung Hoa. Cổng pedal giúp bạn kết nối với pedal piano để tạo ra những bản nhạc chất lượng nhất. Các kết nối được trang bị trên mẫu keyboard này như micro, USB, MIDI sẽ giúp kết nối với máy tính và các nhạc cụ khác. Cổng headphone giúp bạn kết nối với tai nghe để nghe bản nhạc một cách chân thực và rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, cổng kết nối này còn giúp bạn luyện tập bất cứ lúc nào trong ngày mà không làm phiền đến mọi người xung quanh. Âm thanh của đàn khi phát ra vô cùng dày, trầm ấm, chân thật, mang lại cảm xúc tuyệt vời cho người chơi cũng như người thưởng thức. Khi nhắc đến SV800 mà không nói về chính sách bảo hành tại Minh Phụng Music là một thiếu sót vô cùng lớn. Khi sở hữu cho mình một mẫu keyboard hiện đại này, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đến lúc bóc siêu vào thứ đàn rồi, ngoài chức năng đỉnh cao trong âm thanh thì SV800 đã khẳng định được chỗ đứng với số lượng sản phẩm được tiêu thụ trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng team trong buổi giao hàng lần này. Mọi ý kiến về đàn các bạn hãy để lại comment ở phía dưới cho tụi mình nhé. Đừng quên like, share, subscribe để tạo động lực cho team. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video hay hơn nữa.